Các bạn thân mến, cuối tháng 7 vừa qua, tàu hộ vệ tên lửa 016 Quang Trung đã tham gia lễ duyệt binh do hạm đội Thái Bình Dương tổ chức ngoài khơi thành phố Vladivostok nhân dịp kỷ niệm 323 năm ngày truyền thống Hải quân Nga. Để tới được thành phố Vladivostok, tàu Quang Trung đã vượt qua hải trình hơn 4.600 hải lý, đi qua vùng biển Trung Quốc, eo biển Đài Loan, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, tàu hộ vệ 016 Quang Trung thuộc lữ đoàn 162 vùng 4 hải quân. Đây là một trong những tàu chiến hiện đại nhất có trong biên chế quân chủng hải quân. Với vị trí và khả năng của mình, sự xuất hiện của tàu Quang Trung khi đi qua vùng biển Trung Quốc, tất nhiên sẽ thu hút sự quan tâm của truyền thông nước này. Đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc điều tàu hải dương địa chất số 8 cùng các tàu hộ tống xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam, và trên mạng xã hội đồn thổi thông tin tàu Quang Trung xuất hiện trong khu vực đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc gần bãi tư chính. Trang Sohu của Trung Quốc ngày 21 tháng 8 năm 2019 đăng tải bài viết với tựa đề Tàu chiến vượt qua xích đạo, Việt Nam bộc lộ tham vọng của mình. Bài báo viết gần đây theo truyền thông đưa tin việt nam hoàn toàn bộc lộ ý đồ của mình khi một tàu hải quân của việt nam đi vào đường xích đạo binh sĩ việt nam đã thực hiện nghi thức đi qua xích đạo ở trên tàu điều đáng nói là nghi thức này là nghi thức mà chỉ những quốc gia có chi hướng muốn xây dựng hải quân viễn dương mới cử hành việc việt nam muốn phát triển hải quân viễn dương rõ ràng là để đối phó với nước lớn đông á cuối cùng việt nam không còn che giấu ý đồ của bản thân mình nữa Đối với việc này, các fan quân sự giận dữ nói, muốn ăn đòn, giá tâm làng xó của Việt Nam đã bộc lộ so với Nhật Bản còn nguy hiểm hơn. Điều này là đương nhiên, xin lấy ví dụ quá trình phát triển của Hải quân Việt Nam. Hải quân Việt Nam hiện nay thực sự đang là lúc mạnh nhất trong lịch sử từ trước tới nay. Trong lực lượng này, các tàu hộ vệ lớp Gepard và tàu ngầm lớp Kilo mua từ Nga là những đại biểu cho sức chiến đấu mới của Hải quân Việt Nam đường đại. Về tính năng, các tàu này đều có những ưu điểm. Khi những tàu này bắt đầu phục vụ, cộng với những thay đổi trong hoàn cảnh trong nước đã khiến Việt Nam bắt đầu trở nên cứng rắn trong nhiều vấn đề trên biển. Nói thực tế, sau khi Việt Nam tự tin bành trướng và từng bước cứng rắn, thì chắc chắn sẽ tìm đến thủ đoạn dùng vũ lực đối ngoại để khoét trương. Giống như sau khi Việt Nam ra khỏi chiến tranh chống Mỹ, đã nhanh chóng bước vào chiến tranh với Campuchia. Vì khi đó Việt Nam vừa đánh thắng quân Mỹ xâm lược, cộng với trước đó trải qua cuộc chiến tranh đuổi thực dân Pháp thành công, liên tiếp đánh bại hai trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, có thể nói là vô cùng tâm cao khí ngạo. Các tình tiết chiến tranh này chúng ta không bàn, nhưng có thể khẳng định là Việt Nam có ý bá quyền cục bộ, ra tâm xưng bá bán đảo Đông Dương, làm kinh hoàng các nước lân bang. Trong bối cảnh ảo tưởng vào thực lực của bản thân, một nhóm người rất dễ làm ra những hành vi không lý trí. Hơn nữa, loại ảo giác này trong lúc thực lực gia tăng nhanh chóng, rất có sức mê hoặc khiến người ta không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là ảo tưởng. Điều tai hại, Hải quân Việt Nam hiện nay đang ở vào tình cảnh như vậy. Mua từ Nga mấy tàu ngầm Kilo và tàu hộ vệ Gepard, tuy là xét về tính năng thì có thể ở hàng đầu trong các sản phẩm cùng loại trên thế giới, nhưng nó đến cùng thì chỉ là dựa vào điểm này mà bắt đầu muốn vươn tay ra biển dương thì khó tránh có chỗ không tự lượng sức. Đối với Hải quân Việt Nam mà nói, điều thiết thực có thể thực hiện hơn là vẫn lấy bảo đảm an ninh và ổn định trên biển là mục tiêu chủ yếu. Xét đến cùng, thực tại hiện nay cũng rất khó tưởng tượng được rốt cuộc Việt Nam có nhu cầu gì để quyết chiến với địch nhân ở ngoài đại dương. Trong tình huống không có nhu cầu thực tế về điều này mà ở vào tâm thái tự tân bóc bản thân để công khai về chiến lược viễn dương thì ít nhiều vẫn có chỗ không thực tế. Kính thưa quý vị và các bạn, Việt Nam là một quốc gia có bờ biển dài hơn 3.000 km, đặc điểm về lãnh thổ dài và hẹp. Điều tự nhiên là Việt Nam phải nhìn ra biển khi các nguồn tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế ở trên đất liền đã bắt đầu cạn kiệt. Mà cũng không riêng gì Việt Nam, cả thế giới đang trong quá trình khám phá mạnh vào đại dương. Ở đâu có lợi ích, ở đó có nguy cơ chiến tranh. Do vậy, muốn phát triển kinh tế biển bền vững thì yêu cầu phải xây dựng các lực lượng trên biển đi trước một bước. Việt Nam hiện nay có bốn lực lượng chính trên biển: Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Biên phòng. Trong bốn lực lượng này thì ba lực lượng sau được xây dựng với tính chất phòng thủ, thực thi pháp luật trong nội địa. Riêng Hải quân những năm gần đây tích cực tham gia các sự kiện quốc tế, tăng cường các chuyến đi biển dài ngày đến những vùng rất xa chẳng hạn việc tàu hộ vệ Việt Nam sang Nga dự lễ kỷ niệm thành lập hải quân của nước bạn gần đây. Chúng ta có một lịch sử đấu tranh giữ nước đáng tự hào với nhiều chiến công rực rỡ. Từ sớm, lực lượng thủy quân khẳng định vai trò quan trọng, chẳng hạn như triệu quang phục đóng thủy quân ở đầm dạ trạch chống trọi quân thù. Các chiến công nổi tiếng như bạch đằng của Ngô Quyền, đặc biệt là hàng loạt chiến công gắn với quân thủy thời Trần như ở Đông Bộ Đầu, Hàm Tử trên sông Hồng, cửa sông Bạch Đằng và trận tiêu diệt đoàn thuyền Lương Quân Nguyên ở Vân Đồn. Tuy nhiên, các chiến công của thủy quân Việt Nam thời cổ mới chỉ diễn ra trên sông, trên cửa sông hoặc trên những đường biển gần bờ. Đáng nói lên rằng chúng ta chưa có kinh nghiệm và truyền thống trong tác chiến biển xa. Cái gì chưa có thì phải học tập, tự xây dựng. Do vậy, những chuyến đi biển dài ngày này không chỉ là hoạt động giao lưu đối ngoại mà còn giúp tích lũy kinh nghiệm với biển xa và đại dương cho Hải quân Việt Nam. Dĩ nhiên không ai ở buổi ban đầu đã có ngay những phương tiện tốt nhất, cho nên Trung Quốc cứ việc mỉa mai, chuyên tao nhỏ, mơ ước viện dương. Bởi năm xưa, Trung Quốc cũng cực kỳ sai lầm với tư duy bám đất liền, tăng cường phòng ngự bờ biển và biển gần, thiếu tư duy về chiến tranh trên biển. Điều này được chính các nhà phân tích Trung Quốc thừa nhận. Còn với Việt Nam, hiện nay đang là lúc nhiều ngành, nhiều giới nghĩ đến chuyện bơi ra biển lớn. Giấc mơ rõ ràng kỳ vĩ và sẽ có trong gai, nhưng không có ước mơ lớn, chúng ta mãi mãi chịu kiếp, giấc mơ còn đè nát cuộc đời còn.